Bao nhiêu lâu thì nên thay phim cách nhiệt ạ? Đấy, cái đấy là cái câu hỏi mà rất là nhiều anh em mà cứ hỏi em là dán phim cách nhiệt thì bao nhiêu lâu thì phải thay bộ phim cách nhiệt khác. Đấy là bình thường, tức là anh em đang dán những cái bộ phim thật ra là phim không chính hãng và phim tàu thì anh em mới phải thay thường xuyên thôi. Như đây là cái trước Vios này, anh em đã bóc cái bộ phim này ra thì cái tình trạng là như nào? Cái con phim này được dán và nó đã bị chảy keo và nó nhòe và không còn nhìn thấy gì nên là ảnh hưởng đến vị trí quan sát. Cái kính sau này thì người ta đã bóc ra rồi nhá, vì nó chảy keo xuống là gì rất khó chịu. Thì còn cái kính trước này thì anh chủ anh có đi một thời gian nữa thì anh bảo đi là buổi tối nó rất là lóa mà không không nhìn thấy cái gì nữa, thì có qua bên em để chọn ngay cho mình một gói phim kinh nhật, đó là phim Neko của Hàn Quốc. Thì đây là cái bộ phim, đây là cái gói phim kinh nhật mà em đã cắt ra để dán cho anh em. Thì tất cả cái phim nó sẽ là một cái khổ to như thế này và dán thì nhiều anh em thấy là sấy ở bên ngoài này đúng không ạ? Thì anh em cứ lầm tưởng là sẽ là dán ở bên ngoài, nhưng mà cái kính của anh em có thể để cái thấy là cái form kính nó sẽ cong theo một cái độ nhất định này để đảm bảo khi anh em đi lái xe nó sẽ không có tầm nhìn tốt hơn, rộng hơn. Thì cái tấm phim này thì nó sẽ là tấm phim phẳng nên là khi mà dán phim thì bắt buộc phải khò cho nó ôm cái form của cái kính này lại thì mới dán được vào bên trong. Còn tất cả phim thì sẽ là bên trong. Còn cái bộ phim em dán cho anh em này thì là phim của Nikko của Hàn Quốc, và cái bảo gói bảo hành bên em bảo hành cho anh em là 10 năm, bong chóc rủi rụp lỗi phim bay màu phim thì em sẽ dán lại cho anh em. Đấy, cảm ơn anh em. Nếu anh em là đang có nhu cầu dán phim cách nhiệt hãy đến với Agala Thái Nguyên anh em nhé, với rất nhiều thương hiệu phim nổi tiếng như Nikko, Kunlak và 3M.